Cảnh báo, không bao giờ được mua loại bất động sản này. Xin chào anh chị và các bạn, tôi là Đỗ Thọ, là một chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Hôm nay là một trong những ngày mà rét kỷ lục ở ngoài miền Bắc. Và bản thân tôi đã nghe được một câu chuyện thực sự buồn. Một người bạn của tôi đã đầu tư một bất động sản ở trong một những cái khu vực mà người ta nói rằng khu vực này sở hữu một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh. Nhưng 8 năm nay, sau khi mua mảnh đất này, thì người bạn của tôi vẫn chưa cầm được trên tay quyển sổ đỏ. Và trời rét như thế này, vẫn phải đeo băng rôn, cầm khẩu hiệu đi để mà đòi được cái quyển sổ đỏ, đòi được cái quyền chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình. Thế nên là trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ làm để mà kể lại cho anh chị nghe cái câu chuyện của người bạn của tôi. Để tôi hy vọng rằng anh chị mà có xem được cái video này, có nghe được câu chuyện này, anh chị sẽ tránh cái loại hình bất động sản mà người bạn của tôi không may mắn đã đầu tư phải. Và tôi cũng sẽ đưa ra những cái tiêu chí để mà anh chị có thể lựa chọn được các cái dự án bất động sản, các cái loại hình bất động sản và các cái chủ đầu tư uy tín, để mà không còn phải đi tự đi tìm, đi đòi lại chính cái tiền của mình đã làm ra. Thế thì câu chuyện là như thế này. 8 năm trước thì người bạn của tôi có vào đến một cái vùng đất còn tương đối là hoang sơ, biển thì rất là đẹp. Và anh ấy thì thấy một cái vị trí đất thì rất là tiềm năng, gần sân bay này, và nó đi ra bãi biển thì chỉ đâu đó khoảng gần 200 mét thôi đấy, và giá thì rất rẻ. Bạn tôi mua thì chỉ có 9 triệu thôi. Thế nhưng mà cái tâm lý ham rẻ, ham lợi nhuận, và người bạn của tôi thì đã quyết định là đầu tư một cái mảnh đất đấy tại một cái dự án 1/500. Thì thời điểm đấy thì cái dự án đấy là nó vẫn chưa đủ điều kiện để bán, và người bạn của tôi thì chỉ được ký cái loại hợp đồng là loại hợp đồng góp vốn thôi. Và đến bây giờ 8 năm sau thì vẫn chưa ra được sổ đỏ, và cái dự án đấy thì bây giờ lại đang khả năng cao là đang nằm trong cái quy hoạch, tức là nó dính quy hoạch đấy. Đấy thì bây giờ mà không có sổ đỏ mà đất đấy mà dính quy hoạch thì khả năng rất cao là không được đền bù gì cả. Thế thì ở đây tôi cũng qua câu chuyện này của người bạn của tôi, thì tôi cũng muốn lưu ý với anh chị trong video này. Nếu như anh chị có xem được video này mà đang định mua các cái loại đất mà là đất dự án, thì anh chị phải tuyệt đối nhớ điều này. Là mình mua ấy, đất dự án là cái thứ nhất, là dự án là phải có sổ đỏ của dự án. Cái thứ hai là phải có quy hoạch 1/500. Cái thứ ba là phải có cái chủ trương đầu tư. Và cái thứ tư này, đây là cái mà đa phần các cái dự án đều bị thiếu, đó là quyết định mở bán, đồng ý mở bán của huyện. Thế thì thường ấy, các cái chủ đầu tư người ta lách luật bằng cách nào? Là người ta không ký hợp đồng chuyển nhượng, mà người ta ký là hợp đồng góp vốn. Bởi vì chưa đủ điều kiện, chưa có cái giấy là chấp thuận đồng ý mở bán của huyện thì chưa ký hợp đồng chuyển nhượng được. Thì người ta lách luật bằng cách là hợp đồng góp vốn. Đa phần là đều như vậy. Nhưng mà tôi cũng phải nói thật với anh chị là đa phần là sau này rồi cũng không ra được sổ đỏ. Và đến thời điểm như bây giờ, người bạn của tôi thì phải đứng đấy, trời rét như thế này, phải đi đeo băng rôn khẩu hiệu thì rất là đáng tiếc, để mà đòi lại chính cái số tiền mà mình làm ra. Vậy thì bây giờ để mà tránh cái điều như vậy, thì anh chị khi mà đi mua thì phải đầy đủ các cái loại giấy tờ như tôi vừa nói, và đặc biệt là phải có cái loại là giấy thứ tư ấy, đó là phải có cái giấy là chấp nhận được mở bán của huyện đấy. Thế thì người bạn của tôi là đóng tiền là đóng theo tiến độ, vào đến 90-95% rồi, người ta bảo là còn 5% còn lại, khi nào được ký hợp đồng chuyển nhượng, khi nào ra sổ đỏ thì mới phải đóng nốt. Nhưng mà đến bao giờ mới được ký hợp đồng chuyển nhượng, khi nào mới có sổ đỏ, thì đó là một câu chuyện còn rất dài. Thì có thể người bạn của tôi có thể sẽ ra được sổ đấy, nhưng có lâu không? Chắc chắn là lâu. Có mệt không? Chắc chắn là mệt. Có vất vả không? Chắc chắn là vất vả. Và cái người đứng đầu của chủ đầu tư đấy thì họ còn đang vướng phải vào vòng lao lý. Các cái tài chính của cái doanh nghiệp đấy thì cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy thì khi mà anh chị đi mua bất động sản, thì tôi phải lưu ý với anh chị là như này này.
đắt hơn một tí cũng được, nhưng phải có sổ đỏ anh chị ạ. Phải có sổ đỏ. Anh chị bỏ ra mấy tỷ anh chị mua một cái bất động sản, mua cao hơn 10-20 triệu, tôi cứ gọi đi thậm chí là 30 triệu đi, tức là nó khoảng 3%, nhưng mà có cuốn sổ đỏ cầm trong tay ấy, thì nó có phải sướng hơn không? Yên tâm không ạ? Nên anh chị hãy nhớ một câu thần chú, hãy nhớ cho mình một cái câu mình phải luôn khắc ghi trong lòng: mua bất động sản là phải có sổ đỏ. Thế thì cái tiêu chí đầu tiên để mà anh chị lựa chọn ấy, nhiều anh chị nói rằng là gì? Vị trí. Nhưng mà quan điểm của tôi thì nó phải là pháp lý. Phải có sổ đỏ đã, được không ạ? Rồi ta mới tính tiếp. Thế thì khi mà lựa chọn thì tiện ở trong video này thì tôi cũng chia sẻ cái quan điểm của tôi là anh chị ấy, nếu mà lựa chọn bất động sản mà nếu như ok, pháp lý ok rồi, mà anh chị chỉ nhìn vào vị trí, thì đấy là một trong những lý do mà khiến cho mình dính đòn rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì bất động sản nó có tính thời điểm. Thế nên với bản thân tôi, sau khi nhìn thấy pháp lý ok thì tôi sẽ lựa chọn đến cái yếu tố thứ hai, đó là thời điểm. Tôi lấy ví dụ thế này: một cái bất động sản là một vị trí rất đẹp, thế nhưng nếu như anh chị đầu tư vào cái giai đoạn mà nó lên đỉnh ấy, thì xin thưa với anh chị rằng là vị trí đẹp đến mấy để mà bán được, đến thời điểm này để anh chị bán được, thì anh chị có phải cắt lỗ không? Không ít thì nhiều, anh chị vẫn phải cắt lỗ. Thế nên cái yếu tố thời điểm mới là yếu tố quan trọng. Nếu như chúng ta đầu tư vào cái thời điểm mà thị trường đang đi lên, thì đến lúc mà nó lên đỉnh mình thoát hàng ra thì kiểu gì mình cũng thắng. Còn nếu như mình mà đã đầu tư vào thời điểm đỉnh rồi thì đợi đến bao giờ nó mới về được giá trị thực, còn chưa nói là có lãi hay không, được không ạ? Rồi, vậy thì quay trở lại với câu chuyện của chúng ta. Ở đây thì anh chị sẽ thấy rằng là rất nhiều người đi mua dự án 1/500 này, cùng với đó là nhiều người đi mua cái loại là nhà hình thành trong tương lai. Đấy, và nói thật là đa phần chủ đầu tư ngoài kia thì họ đều bán theo cái hình thức như vậy. Nhưng mà thực sự là có rất nhiều là chủ đầu tư họ đang không làm tốt cái trách nhiệm của mình, khiến cho những cái người như chúng ta, những cái người mua như chúng ta, những cái người tiêu dùng như chúng ta phải gánh hậu quả vì cái sự thiếu hiểu biết của mình. Tôi có quen một người bạn học ở Đại học Luật ra, Đại học Luật Hà Nội, và bạn ấy có nói với tôi là gì? Nhà nước có trách nhiệm tuyên truyền về pháp luật, nhà nước có trách nhiệm đưa luật pháp vào trong cuộc sống để thực thi, còn người dân ấy thì có trách nhiệm tìm hiểu pháp luật để mà thực thi theo. Rất hay. Nếu như chúng ta không tìm hiểu kỹ luật, nếu như mà chúng ta thờ ơ, chúng ta vô tư trong cái vấn đề về giấy tờ pháp lý, thì cuối cùng chúng ta là những người chịu hậu quả. Và đây là toàn bộ những cái chia sẻ của tôi trong video này. Và tôi hy vọng rằng sẽ không còn ai sẽ phải mắc phải những cái sai lầm, mắc phải những cái quyết định không đáng có như là người bạn của tôi, để tránh đến cái việc mà đến bây giờ phải đi đòi lại chính cái tiền, mồ hôi, nước mắt mà mình làm ra. Và nếu như anh chị thấy video này hay, nếu như anh chị muốn nhiều người hơn biết đến để mà không mắc phải những cái sai lầm giống như người bạn của tôi, thì hãy like và share video này, và hãy bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để mỗi lần tôi ra video thì anh chị sẽ là người đầu tiên nhận được các cái video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.